Phật dạy những dấu hiệu của người có căn lành Phật pháp, đặc biệt có duyên với Phật. Thứ nhất, dù chưa quy y nhưng trong thâm tâm luôn thôi thúc tìm đến Phật pháp. Thứ hai, mỗi lần khi có dịp nghe tiếng chuông chùa thường cảm thấy chấn động tâm hồn. Thứ ba, có niềm tin và kính trọng người sống có đạo đức. Thứ tư, khi tuổi đời còn trẻ mà tâm đã mến đạo. Thứ năm, tính cách khiêm tốn, biết lắng nghe, thích sưu tầm đạo lý. Thứ sáu, bản chất hiền lương, không thích tranh chấp, tranh luận với ai. Thứ bảy, tâm tình rộng lượng, thích bố thí, sẻ chia. Thứ tám, có lòng thương người, thương vật, thương cỏ cây, yêu thiên nhiên và sự sống. Thứ chín, có giận ai cũng mau nguôi, không viêm gút để lòng. Thứ mười, tin nhân quả và sống theo lời dạy của các bậc thánh.